hiện quý bà chị em ơi. Vì chúng ta phải làm được là chúng ta hát cho Chúa. Con đang sự bình yên của Ngài. Chúng ta phải làm gì khác được. Thì dùng con miệng của mình và cả tấm lòng của mình dành cho Chúa. Thank you.
Chúng con cũng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời quý vị cùng ngồi.